Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở tập trước, An Diệu Y lấy ra một chiếc tiểu đỉnh màu đồng thau và yêu cầu mọi người đánh giá. Diệp Phàm nhận ra một ấn ký quen thuộc trên đỉnh, liên quan đến một người quen. Khương Dật Phi và Yêu Nguyệt Không cũng nhận ra tầm quan trọng của chiếc đỉnh. An Diệu Y tiết lộ rằng chiếc đỉnh có thể dẫn đến nửa kiện vũ khí cực đạo, nhưng chỉ khi có sự hiện diện của thần thể, thánh thể và thiên yêu thể. Cuối cùng, một tiếng chuông vang lên, làm gián đoạn cuộc thảo luận. Chuyển sang tập 149 của Già Thiên. Đây là thanh âm gì? Ngay thời khắc này, toàn bộ thánh thành đều bị kinh động, tiếng vang thật lớn này cũng vang vọng khắp thần thành. Đột nhiên, Khương Dật Phi biến sắc nói, có người vượt qua hư không mà tới, tiến nhập đạo thai thái cổ trên thánh thành. Nhưng chỉ có đại thánh chủ mới có thể làm được như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Những người trẻ tuổi nơi này đều biến sắc. Đồng thời, toàn bộ thánh thành lúc này đều đại loạn, không ai có thể bình tĩnh được. Trong lòng Diệp Phàm lúc này cũng chấn động. Hắn đã từng nghe được tiếng chuông này, cả đời cũng khó có thể quên được. Đây là tiếng chuông trong Tử Sơn. Có thánh chủ vượt qua hư không, tất nhiên là từ Tử Sơn mà tới, âm ba cũng tập trung theo tới tận nơi này. Tử Sơn đã xảy ra chuyện gì mà khiến các đại thánh chủ cũng phải bỏ chạy tới thánh thành? Thánh thành giữ thế trường tồn, không thể tìm ra căn nguyên, từ khi nhân tộc có ghi chép thì nó đã sớm tồn tại rồi. Đông Hoang có rất nhiều thế lực lớn, thánh địa và thế gia thái cổ đều muốn thu nó làm của riêng nhưng cũng không thành hiện thực, dù sao thần thành cũng chỉ có một tòa. Cuối cùng, rất nhiều thế lực lớn mật đàm, cộng đồng kiểm soát tòa thành này. Về thần thành, rốt cục có bí mật như thế nào thì ngoại nhân không thể biết được, chỉ có một ít bí tân là công khai, bại lộ trước mặt người đời. Đạo thai thái cổ ở cung điện trung tâm thần thành lơ lửng giữa hư không. Đây là một tòa tiên thai to lớn, trên khắc đầy loại đạo văn phức tạp. Không thể nghi ngờ đây là một mảnh đạo văn phức tạp, huyền ảo tới độ rất nhiều thánh chủ cũng không hiểu được, gần như không ai có thể nhìn thấu. Năm đó, tất cả mọi người nghĩ rằng có thể từ nơi này vượt qua hư không, đi tới một nơi thần bí, khiến nhiều người kích động, thử nghiệm nhiều lần. Sự thật chứng minh đạo văn khắc trên đạo thai thái cổ này quả thật là ấn ký đại đạo, có thể xuyên qua hư không nhưng không ai có thể xuyên qua đi tới địa vực khác. Có một số ghi chép mơ hồ ám chỉ rằng đạo thai này có thể mang người ta đi tới một nơi thần bí. Nơi đó có cơ duyên lớn lao nhưng không ai có thể thực hiện được. Sở dĩ có nói như vậy là vì theo đồn đại thì có vài vị đại đế ở cổ đại đã thành công vượt qua hư không, đáng tiếc không ai có năng lực chứng thực. Tuy nhiên, mọi người lại phát hiện có tác dụng khác. Trên đạo thai này có 9 chiếc thạch lệnh, bất kể là ở nơi nào, cầm thạch lệnh trong tay, dùng thần lực tế vào là có thể vượt qua hư không, đi tới cung điện trung tâm thần thành. Đây là một phát hiện khiến người ta vô cùng giật mình. Có vị lão thánh chủ thử đi tới một nơi rất xa Trung Châu, cầm thạch lệnh, tế xuất thần lực, vẫn có thể thành công xuyên việt trở về. Đương nhiên, như vậy tiêu hao cũng rất lớn. Nếu là người bình thường thì thần lực sẽ bị hút hết, chết oan chết uổng. 9 chiếc thạch lệnh này được phân cho các thánh địa và thế gia thái cổ. Năm đó, số lượng thánh địa nhiều hơn hiện tại rất nhiều, có một số thánh địa vì không chiếm được cho nên thiếu chút nữa đã vì vậy mà gây chiến. Thạch lệnh nằm được các đại thánh chủ nắm trong tay, chỉ có bọn họ mới có thể tùy ý xuyên qua không gian, trở lại thiên cung lơ lửng trên thần thành. Ngay đêm nay, cung điện trung tâm thần thành chợt hiện lên một mảnh quang hoa chói mắt, đạo đài thái cổ tán phát lực lượng không gian vô tận, 7-8 đạo thân ảnh đồng thời hiện ra. Bọn họ vung tay áo lên, từ trong đó bay ra một đám thân ảnh đông đúc, nhiều không đếm xuể. Tất cả mọi người biết đã xảy ra đại sự. 7-8 vị thánh chủ xuyên qua hư không, thối lui về cung điện thần thành, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Nhất là vừa rồi xuất hiện tiếng chuông chấn động thiên hạ kia. Tiếng chuông này khiến linh hồn người ta dao động, ngay cả thần thành cũng bị cộng minh, như muốn băng toái. Âm ba tập trung khiến thần thành cộng minh, đây là việc chưa từng có, khiến mọi người đều bị kinh động. Lao lên bầu trời nhìn về phía xa xa. Đây là đế uy. Trời ạ, đây là đại đế thần uy. Lớp người lớn tuổi đột nhiên cả kinh kêu lên. Ngay cả cường đại như thánh chủ cũng không thể tạo ra tiếng chuông như vậy. Tất cả linh hồn mọi người đều bị âm ba tập trung này mà động. Không cần nghĩ nhiều, không cần đoán, gần như xuất phát từ bản năng, rất nhiều người đều liên tưởng đây là uy áp đại đế cổ, khiến lòng người run rẩy. Trời ạ, chẳng lẽ còn có đại đế cổ chưa chết sao? Điều này thật sự khiến người ta kinh hãi. Không đúng, những đại đế kia không thể còn sống trên đời được, không ai có thể sống lâu như vậy. Chẳng lẽ nói, có người thành đế? Trời ạ, chẳng phải là có đại đế mới xuất hiện sao? Rất nhiều người đều lộ ra thần sắc không thể tin được, loại đế uy vừa rồi thật sự vô cùng rung động lòng người. Thần thành là nơi hội tụ thiên hạ phong vân của trung tâm Bắc vực, tất nhiên có không ít nhân vật phi phàm,
có Hoàng Thất Đại Hạ của Trung Châu, có Đại Năng của Hoàng Kim gia tộc của Bắc Nguyên, có Cự Phách Nam Lĩnh. Mấy người này đồng thời lao về phía Thiên Cung. Đám người Diệp Phàm tất nhiên cũng rất nhanh lao tới. Ngay cả An Diệu Y xinh đẹp tuyệt diễm cũng không thể hấp dẫn bằng đế uy bên ngoài. Một đêm này, cả thần thành nhất định không thể ngủ được, rất nhiều người đều không thể tĩnh tâm lại được. Chư Thánh Chủ đã xảy ra chuyện, nhất định ở Tử Sơn có đại hung hiểm. Khương Dật Phi thoáng suy nghĩ một chút rồi xoay người, cưỡi Hoàng Kim Thần Thư đạp nguyệt mà đi, áo trắng phiêu động, vô cùng phiêu dật. Ngày khác lại tới bái phòng An Tiên Tử, chư vị, tái kiến. Thanh âm từ rất xa truyền tới, Hoàng Kim Thần Thư hóa thành một đạo kim quang, biến mất trên bờ hồ. Cáo từ, chúng ta cũng phải đi đây. Đại Diễn và Vạn Sơ Thánh Tử vội vàng đứng lên. Các đại thánh chủ nếu gặp chuyện không may thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ, liên quan tới việc họ có thể trở thành chủ tể trong tương lai không. Diệu Y cung tiễn các vị. An Diệu Y truyền âm. Việc đã tới nước này, mọi người đều không tự động rời đi. Hai ngày sau, tin tức rốt cục truyền ra, khiến người ta vô cùng giật mình. Các đại thánh địa lần đầu tiến công Tử Sơn nhưng chấm dứt trong thất bại, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Khương gia, Cơ gia, Diêu Quang, Giao Trì đều có vũ khí cực đạo. Đêm hôm đó, bốn kiện vũ khí phỏng chế theo vũ khí cực đạo Thái Dương Thần Lô, Long Văn Đỉnh đều bị chấn vỡ, biến thành bột mịn. Ngoài ra, còn có binh khí của mấy thánh chủ cũng tương tự, hóa thành tro bụi. Hết thảy điều này đều chỉ là một tiếng chuông ngân, không phải là đại đế chân chính xuất thế mà chỉ là tiếng chuông ngân vang, khiến không ít cao thủ dập nát, căn bản không thể phản kháng. Các thánh địa và thế gia thái cổ nghiên cứu Tử Sơn nhiều ngày, cho rằng nơi đây nhất định có bí mật đại đế cổ, cửu long bảo vệ xung quanh một ngọn núi, là địa thế rất hiếm có trong thiên hạ. Bọn họ suy nghĩ tới rất nhiều phương án, cảm thấy xâm nhập vào Tử Sơn thì quá nguy hiểm, không bằng hợp lực chặt đứt ngọn núi này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Không ngờ rằng vì như vậy mà gây ra đại họa. Tử Sơn chưa đoạn nhưng lại dẫn tới thần chung cực đạo chấn động thiên địa, tiếng chuông ngân không gì không phá, nơi nó đi qua lập tức hóa thành bột mịn. Đương trường có hơn trăm gã tu sĩ bị hủy diệt, ngay cả hét lên một tiếng cũng không kịp, lập tức thần hình câu diệt, căn bản không thể phản kháng. Các đại thánh chủ phản ứng nhanh chóng, quyết đoán làm ra quyết định, dùng đại thần thông thu lấy người mình rồi dùng thạch lệnh vượt qua hư không mà chạy. Về phần những kiện phỏng chế phẩm vũ khí cực đạo và các loại binh khí khác đều bị dập nát. Tin tức này truyền đi khiến cả Bắc Vực chấn động. Đông Hoang chấn động, thiên hạ chấn động. Cái tên Vô Thủy Đại Đế lần nữa hiện thế, từ trong lịch sử xuất hiện. Trên thế gian này, gần như tất cả mọi người không ai biết nhưng những thế gia và thế lực truyền thừa lâu đời tuyệt sẽ không thể quên được cái tên này. Khi mà hắn tung hoành thiên hạ thì đã phát huy ra uy lực đại đế cổ lên tới cực hạn. Tiên Lộ dẫn đầu Thùy Vi Phong, nhất kiện Vô Thủy Đạo thành không. Đây là đánh giá cao nhất của người đời, dù đã qua mấy vạn năm nhưng những thế lực cổ lão sẽ không thể quên được. Vô Thủy vừa ra, đại đạo hóa hư không. Thánh thành sôi trào, thiên hạ chấn kinh. Vị đại đế này không lưu lại truyền thừa, Vô Thủy Chung đột nhiên biến mất khỏi lịch sử khiến rất nhiều tu sĩ tiếc nuối. Đúng vậy, Vô Thủy Đại Đế nếu không lưu lại đạo thống của mình, chính là một loại tổn thất rất lớn đối với nhân tộc, là một sự thiệt thòi khó có thể đánh giá hết. Sáng nay, Vô Thủy Chung ngân lên, thiên hạ chấn động, khiến những lão thánh chủ vui mừng mà cũng khiến nhiều người điên cuồng. Qua năm tháng vô tận, chân chính kế thừa Vô Thủy Đại Đế rốt cục muốn xuất thế, tác động tới thần kinh tất cả mọi người. Đây là một điều hấp dẫn khó có thể kiềm chế. Thật hay giả? Hóa ra là đạo thống của Vô Thủy Đại Đế sắp hiện thế sao? Vô Thủy Đại Đế, vang dội cổ kim, thiên hạ vô địch, là một tấm thạch bi không thể vượt qua. Chỉ qua vài ngày, thế gian liền biết được một ít bí mật của Vô Thủy Đại Đế, tin tức truyền đi thật nhanh. Đương nhiên, hết thảy những điều này đều là do những thế lực cổ lão truyền ra, gồm các thánh địa, Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc, hà chiến với thánh thể đại thành còn hơn gặp Vô Thủy. Đây là câu nói liệt tổ liệt tông Thiên Yêu Cung truyền lại năm đó, cho thấy những đại yêu thái cổ kiên kỵ nhân vật này như thế nào. Trước thời hoang cổ, đại địa vô cùng hỗn loạn, yêu tộc và nhân tộc thường xuyên đại chiến, cuối cùng bị đại đế cổ trấn áp. Rất nhiều đại yêu hô thiên khiếu địa, tất nhiên cũng từng giao thủ với thánh thể đại thành, cũng đại chiến với đại đế cổ, vô cùng hiểu rõ sự đáng sợ của bọn họ. Vô Thủy thật đáng sợ. Khi chưa đạt tới đại đế đã từng dùng tay đối kháng được với vũ khí cực đạo. Sau khi biết được điều này, cả Trung Châu đều phải chấn động, không thể không tròn mắt kinh ngạc. Năm đó, khi Vô Thủy Đại Đế còn là niên thiếu, tư chất ngút trời, tuyệt đối lực áp tất cả những người cùng thế hệ, thậm chí cả số lão bối cũng bị hắn chấn nhiếp, được xưng là một yêu nghiệt nghịch thiên. Mà khi hắn có chút thành tựu thì càng thâm sâu khó lường, khiến người ta không thể đánh giá sâu cạn.
Khi hắn chưa đạt tới đại đế, hắn từng ở biên vực Đông Hoang và Trung Châu đại chiến với một nhân vật không đơn giản. Thời đại đó, thiên tài xuất hiện lớp lớp, vô số thiên tài ra đời, mới khiến Vô Thủy đại đế cao không thể với tới. Một kỳ tài cái thế của một hoàng triều bất hủ Trung Châu, anh tư vĩ ngạn, thiên tư hiếm có. Năm đó, hắn sắp kế thừa hoàng triều, trở thành một thế hệ đại đế mới. Phóng mắt khắp thiên hạ, chưa từng xuất hiện cùng lúc hai vị đại đế, nếu hắn thành công thì không thể nghi ngờ chính là một kỳ tích vĩ đại. Nhân vật kỳ tài kia quả thật đã chạm tới đại đế, chỉ cần chút cơ duyên sẽ thành công. Đáng tiếc, hắn còn chưa thành đế đã gặp Vô Thủy. Nơi ranh giới giữa Trung Châu và Đông Hoang, hắn đại chiến với Vô Thủy, dùng tới cả vũ khí cực đạo nhưng cuối cùng vẫn bị thua. Kỳ tài Trung Châu đã tiếp cận đại đế, vận dụng vũ khí cực đạo sơ tổ lưu lại, tuyệt đối có thể bày ra thần uy của đại đế. Nhưng Vô Thủy lại dùng tay không tiếp được vũ khí cực đạo, không hề bị đánh thành tro bụi mà còn lực áp đối thủ, chấn động thiên hạ. Vô Thủy đại đế là một người đại trí tuệ, sau khi trở thành đại đế cũng trả lại kiện vũ khí cực đạo kia cho hoàng triều kia, không gây khó xử cho bọn họ. Đây là một yêu nghiệt nghịch thiên. Diệp Phàm sau khi nghe những tin tức kia thì không khỏi cảm thán. Lý Hắc Thủy nói, ngươi chỉ cần đánh vỡ nguyền rủa, đột phá tứ cực bí cảnh thì với biểu hiện hiện tại của ngươi, cũng sẽ trở thành yêu nghiệt nghịch thiên trong mắt người khác. Ta phải cướp sạch các thánh địa, nhất định phải tiến vào tứ cực bí cảnh. Diệp Phàm bị đủ loại bí mật của Vô Thủy đại đế kích động. Những thánh chủ này sẽ lập tức rời đi, bọn họ không thể lùi bước được. Lực hấp dẫn của đạo thống Vô Thủy đại đế không ai có thể ngăn cản. Lý Hắc Thủy thầm nghĩ rồi nói, điều duy nhất phải chú ý chính là những tên thánh tử kia. Bọn họ khẳng định sẽ không đi tử, cũng đã từng gặp ngươi, ngàn vạn lần không được xuất hiện sơ hở. Sớm muộn gì ta cũng muốn tới cửa các thánh địa, đánh cho bọn họ không dám đi ra ngoài. Ha ha ha. Lý Hắc Thủy cười lớn, xem ra, ngươi bị những người kia đuổi giết khiến tràn ngập oán niệm. Đáng tiếc a. Tư chất ngút trời như Vô Thủy đại đế, chấn thước cổ kim nhưng kết quả cũng phải hóa thành một đống đất vàng mà thôi. Diệp Phàm cảm thán. Tiên nhân bất hủ thật sự không tồn tại sao? Lý Hắc Thủy cũng thở dài một hơi. Quả nhiên, chư thánh chủ không buông tha được, bắt đầu lần thứ hai tấn công Tử Sơn, nghe nói có thể sẽ dùng tới cả vũ khí cực đạo. Có lẽ là Thái Dương Thần Lô, có lẽ là Long Văn Đỉnh, có lẽ là Hư Không Kính. Lần tấn công này tất nhiên sẽ long trời lở đất, có lẽ thật sự mở ra được Tử Sơn. Ngày xưa, thánh thể xuất hiện, thiên hạ khuất phục. Nơi hắn đi qua, chư hùng lui trốn, không dám tranh phong. Đáng tiếc, thời kỳ này đã xa lắm rồi. Hiện tại dù là đệ tử một tiểu phái, khi nói tới loại thể chất này cũng chỉ nghĩ tới hai chữ phế thể mà thôi. Trên dòng sông thời gian, hưng suy, chìm nổi, thánh thể trong suy nghĩ của mọi người đã không thể tái hiện phong thái năm đó. Trầm luân, thay đổi, không thể ngăn cản được. Diệp Phàm muốn phá vỡ nguyền rủa, thay đổi tình cảnh trước mắt thì hắn phải càng mạnh. Nhất là khi bí mật của Vô Thủy đại đế hiện ra, hắn lại càng bị kích thích. Thần thành thật sự quá lớn, nhiều ngày như vậy mà Diệp Phàm cũng chỉ quanh quẩn trong một góc nhỏ, chưa đi hết được. Đương nhiên, đây là do hắn muốn đổ thạch, không thể cưỡi ngựa xem hoa. Khi đã chọn một thạch phường thì hắn dừng lại rất lâu. Hôm nay, Lý Hắc Thủy dẫn Diệp Phàm đi tới một nơi xa hơn, cổ phố nơi này rất rộng rãi nhưng người đi đường lại khá ít và hết sức yên tĩnh. Hai bên đường là những gốc cây cổ thụ, cành cây che trời, thân cây nứt nẻ già cả, mười mấy người ôm cũng không xuể, che thiên cái địa, khiến nơi này tạo ra cảm giác khá âm u. Sau khi đi về phía trước một đoạn, Diệp Phàm phát hiện có chút không thích hợp. Nơi này có một thạch phường, quy mô cũng khá lớn nhưng lại hết sức hoang vắng. Nơi này đầy cỏ cây, những cổ thụ sinh trưởng xanh tươi, bao phủ cả những đình điền, hiển nhiên đã nhiều năm không ai tới, gần như trở thành một mảnh đất hoang. Ta ngất mất. Diệp Phàm há hốc mồm mất, bởi vì hắn vừa thấy được một con thỏ. Đây chính là một con thỏ hoang từ trong bụi cỏ nhảy ra, chạy sâu vào trong lâm viên. Đây chính là thánh thành, có thể nói là tất đất tất vàng, một mảnh ngự viễn khổng lồ như thế này sao lại hoang vắng tới bực này. Không ngờ không ai qua lại, trở thành một nơi chỉ dành cho cây cối, thật sự quá đặc biệt. Điều quá đáng nhất là nơi này thậm chí có cả thỏ hoang. Rất nhanh, Diệp Phàm lại phát hiện một đôi gà rừng, vỗ cánh chạy sâu vào trong bụi cây. Hắn không biết nói gì. Nơi này thật quá đặc biệt. Đây là nơi nào? Thần thành sao lại có người vứt bỏ một nơi bảo địa thế này? Nơi này chính là Thạch Phường Thiên Tuyền Thánh Địa. Lý Hắc Thủy nói. Phía trước có một cánh cửa cao lớn bị cổ thụ bao phủ, trên đó có một tấm biển loang lổ, chỉ khắc hai cổ tự, Thiên Tuyền. Là thánh địa đó. Diệp Phàm kinh ngạc, đi tới gần đánh giá cẩn thận, khó trách như vậy. Hắn nghĩ tới Lão Phong Tử, năm đó khi thánh địa này vô cùng cường thịnh thì vận động toàn bộ lực lượng,
tấn công cấm địa Thái Cổ, kết quả gần như bị hoàn toàn diệt vong. Những thánh địa khác không có ý tưởng gì sao? Diệp Phàm hỏi. Ở rất lâu trước, số lượng thánh địa nhiều hơn bây giờ, nhưng cho tới nay cũng có một số thánh địa bị đứt truyền thừa. Bảo tàng bọn họ lưu lại đều bị thánh địa khác xâu xé, đây cũng là một nguyên nhân khiến thánh địa hiện nay càng lúc càng mạnh. Năm đó, Thiên Tuyền thánh địa gần như chỉ còn lại 3-4 người chạy thoát, sao lại có thể trấn trụ những thánh địa khác như hổ rình mồi được? Những bảo tàng lưu lại đều bị phân chia, thậm chí cả quặng mỏ nguyên rộng lớn ở ngoài cấm khu cũng bị xâu xé. Nơi này sao lại không bị cướp mất? Diệp Phàm thấy khó hiểu. Tự nhiên là có một số nguyên nhân. Lý Hắc Thủy giải thích. Thiên Tuyền thánh địa ở địa vực trung bộ của Đông Hoang, có 3-4 người chạy thoát chỉ một thời gian sau liền thọ nguyên hao hết, hình thần câu diệt. Các thánh địa đều muốn chia chác nhau nơi này, nhưng cứ đến ngày trăng tròn, trong Thiên Tuyền thánh địa này lại truyền ra những tiếng khóc lóc thê lương, dù thánh chủ tự mình tìm hiểu cũng không phát hiện ra điều gì. Sau đó không lâu, ở nơi thạch phường lớn nhất thần thành này cũng truyền ra những tiếng khóc như vậy vào đêm trăng tròn, vẫn không phát hiện ra điều gì cho nên mới không động tới nơi đây. Những tháng năm tiếp theo, cứ cách ngàn năm, âm thanh than khóc lại xuất hiện giữa đêm khuyết một lần, khiến cho tất cả thánh địa hoang mang. Do đó, cho tới nay cũng không ai dám động tới nơi này. Ồ, cửa đã mở. Diệp Phàm kinh ngạc. Nhiều năm trôi qua, nơi này chỉ còn lại một lão nhân trong cửa, cũng là hậu nhân lão Bộc trung thực năm đó. Tuy nhiên, giờ chắc cũng sẽ mau đoạn tuyệt vì người canh cửa nơi này giờ cũng không có con cháu. Có thể vào xem sao? Đi vào cũng được thôi, tuy nhiên thạch liệu đã sớm bị các thánh địa lấy đi hết, không lưu lại thứ gì hay ho đâu. Chẳng lẽ nơi này cũng có thể đổ thạch? Diệp Phàm có chút bất ngờ. Người canh cửa nơi này cũng phải sinh tồn, bảo vệ nơi này, nếu có người muốn mua thạch liêu tất nhiên cũng bán. Năm đó, các đại thánh địa trước một bước đã lấy đi ra nhiều thạch liêu quý giá. Sau đó hàng đêm lại vang lên tiếng khóc lóc, tuy không chiếm cứ nơi này nhưng không thể để sót lại chút nguyên nào đâu. Thềm đá, cung điện sụp đổ, tất cả đều bị cây cỏ che lấp, một lão nhân lưng còng, mắt mờ đang ngồi trên một khối đá. Lão tuổi già sức yếu, thọ nguyên không còn nhiều, gần như đã là một ngọn đèn hết dầu, nhìn khu vườn hoang vắng đầy cỏ dại, trong mắt tràn ngập thương cảm và hoài cổ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phàm không khỏi thở dài một hơi. Đây là một gia tộc trung hậu, hết đời này tới đời khác đều thủ hộ đình viện không có tương lai này. Lão nhân có chút khô khan, chậm rãi quay đầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu. Người trẻ tuổi các ngươi đến mua thạch liêu sao? Thật sự là một lão nhân khiến người ta thấy đáng thương, hắn thủ hộ nơi này là chờ đợi điều gì? Diệp Phàm không biết có lực lượng nào níu chân, chống đỡ cho lão nhân này. Mua, ta muốn mua rất nhiều thạch liêu. Diệp Phàm gật đầu, đặt không ít nguyên trước mặt lão nhân này. Không đáng giá nhiều như vậy đâu. Nơi này không có khối đá nào có giá trị cả. Lão nhân hơi run rẩy, dùng bàn tay thô ráp đẩy số nguyên kia về phía hắn rồi nói, lại nói, ngươi còn chưa chọn khối đá nào cả. Ta giờ đi chọn đây. Diệp Phàm nói. Cẩn thận tìm kiếm đi, không chừng còn có thể tìm được một hai bảo bối đó. Thi thoảng cũng có đại nhân vật trong truyền thuyết tới đây tầm bảo. Trong mắt lão nhân vô thần, có chút buồn bã nhìn vào khu vườn tan hoang nói, vừa rồi còn có một người vào đây, đi sâu vào trong tìm kiếm, không chừng chính là một nhân vật như vậy. Lý Hắc Thủy cười cười nói, không chừng chúng ta vận khí tốt, thật sự có thể gặp được một đại năng trong truyền thuyết. Bỗng nhiên, vẻ mặt Diệp Phàm cứng lại, trong lòng giật mình. Bởi vì hắn thật sự nhìn thấy một nhân vật rất khủng bố. Ở sâu trong phiến cây cỏ, một lão đạo mặc đạo bào cũ kỹ, thân thể khô héo, đang ngồi trên mặt đất xem thạch liêu. Đó dĩ nhiên là Xích Long đạo nhân. Cũng may công phu hàm dưỡng của Diệp Phàm cũng tốt, nếu là người bình thường nhất định đã phải sợ hãi rời đi. Hắn nháy mắt đã bình phục cảm xúc, khuôn mặt không có chút thất thố nào. Đây là đại ca Khổng Tước Vương kết bái, một nhân vật siêu cấp, khiến các đại thánh chủ cũng phải kiêng kỵ và đau đầu. Diệp Phàm không ngờ có thể gặp được ở nơi này. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn Lý Hắc Thủy và lão nhân kia. Không hiểu hai người này đúng là mồm độc hay là đại dự ngôn thuật nữa. Đúng là có một nhân vật khủng bố siêu cấp đang ở nơi này. Xích Long lão nhân liếc mắt nhìn sang bên này một cái, nhìn Lý Hắc Thủy và lão nhân kia, không nói gì thêm. Mấy tháng trước, Xích Long lão nhân ở thạch trai lựa chọn một đống thạch khí, kết quả bị Diệp Phàm chơi một vố, thậm chí thôn dân cũng được rút đi, không chừa lại cho hắn dù chỉ là một cọng lông. Diệp Phàm có thể tưởng tượng được biểu tình của Xích Long đạo nhân khi trở về. Do đó hắn không dám lộ ra một chút sơ hở nào. Nếu đối phương biết là hắn làm thì hơn phân nửa sẽ lột da róc xương hắn. Hắn cùng Lý Hắc Thủy như không để ý điều gì, vạch tìm những tảng đá dưới các gốc cổ thụ, cũng không lộ ra chút khác thường nào. Không bao lâu sau, Xích Long đạo nhân đã tuyển ra mười mấy khối đá,
nhìn không ra chỗ nào đặc biệt, chất đống trước người lão nhân kia, đang định lấy nguyên ra trả. Bỗng nhiên, Xích Long đạo nhân như cảm ứng được điều gì, lập tức tràn ra một cổ khí tức kinh khủng rồi tiêu biến ngay tại chỗ, xông nhanh ra ngoài như đang đuổi theo cái gì đó. Đi như thế nào vậy? Lão nhân nghi hoặc khó hiểu. Sau đó lão nhìn Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy nói, nếu không các ngươi đừng chọn nữa, hãy mua mấy khối đá này đi, đều đã chọn kỹ rồi. Diệp Phàm có chút chần chừ, chẳng lẽ một lần nữa cướp sạch những thứ Xích Long lão đạo coi trọng sao? Nếu lão mũi trâu kia không quay lại thì coi như ta có đại vận khí. Nếu hắn trở về thì bán cho hắn một nhân tình vậy. Diệp Phàm âm thầm quyết định, liền đi tới. Trực tiếp mở ra luôn ở đây đi. Lý Hắc Thủy cũng không để tâm. Hắn không biết thân phận của Xích Long đạo nhân kia. Chờ một chút. Diệp Phàm sợ Xích Long đạo nhân trở lại. Nhưng chờ tầm một lúc mà đối phương không trở lại, hắn thầm kêu may mắn, trực tiếp động thủ phá đá. Liên tiếp phá nát 13 khối đá mà không có gì bên trong, đều là rỗng tuếch. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.